Cosa vuoi? Nel vaso? Tira su. Spera. Ok? Để bố tách ra cho bạn ấy. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog. Đầu là Châu Phi. Công việc buổi sáng ngày hôm nay thì chú cháu thì Khánh cùng với bà con trong bản bắt đầu đặt sang cửa ngôi nhà thứ hai. Thì hôm nay quý vị khán giả cùng theo dõi công việc buổi sáng ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì chú cháu thì Khánh bắt đầu làm. Tao bông. Đi là Brima Aki. Sổ gì nhiều ba ban đâu. Ba ban đâu. Đôi, đôi. 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 Đúng rồi. Ba ba khỏe đấy, một mình về luôn. Bây giờ thì hai chú cháu bắt đầu đặt sang. Ba ba có Siki. Quá khỏe đấy, ba ba. Nó cũng nhẹ thật. Đặt 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 đây mới. Tạo đây để con cho vữa đó, bữa cứ giữ đấy. Để con cho vỡ hai bên thôi. Đặt sang là nhà đã sắp xong rồi đấy các bạn. Đặt sang cửa xong là coi như là thành hình nhà rồi đấy. Chia đều quá nhá. Bên này được hơn 20 phân. Cứ đặt xuống. Đưa sang đây tí đây. Đều 25 phân. Ok. 25, 30 phân là đẹp đấy. Được. Quá đẹp. Cho giữa tường muốn nhỉ? Cho giữa tường. Giữa đấy. Cho giữa tường. Quá đẹp không? Đẹp chưa? Ok. Ngon rồi. Vít vít luôn đây vô. Vít chéo luôn cho giữ cái xe cho chắc. Không. Đặt vào là nhìn nó giống cái cửa sổ ngay đúng không các bác? Trông nó cứng cát ngay. À. Rồi. Ok, một cái. Một cái xong. Nhanh. Cái nó sang đợt trước mình nó cho thêm bữa dày quá. Trước mình đổ dày nó quá. Nhẹ. Sao này luôn đấy mà. Aki. Ba ba. Dày vỡ luôn, dày vỡ luôn đấy mà. Dày vỡ luôn các bạn ấy mang lên là đẹp. Better, better. Sang nhà gạch đất. Massa, massa. Si, massa. Đã bỏ. À, ok, đã bỏ ta. Nó nhẹ này dễ làm nhỉ? Vâng. Nâng bên này, nâng bên này kìa. Ok. Bên này. Được rồi. Đã bỏ. Gõ gõ xuống bây giờ. Cho cân là được. Sao này nhẹ. Ba ba một bình khênh luôn. Hít luôn vào với cho nó cứng. Nó xê gà, xê gà, xê gà. Nhẹ nhàng không như lần trước khênh hết đời. À, cứ đi đặt hết, cứ đi đặt hết sang đây, tí xây xong. Tí bác giá một dàn xây xong. Xong cái thứ hai. Đi sang nhà vệ sinh. Ba ba, đi đây xuống. Aki dentro. Mỗi người một việc này nó nhanh. Anh đang cho các mama nó chuyển cái gạch nhỏ xuống đây. Lát nữa mình trần thu hồi. Rồi xong rồi chưa? Xong. Bê tao nữa. Bê tao. Cửa thứ ba. Ông dầm dầm tí đi cho nó mát đi. Dạo này
Rồi. Đẹp đấy. Rồi xong rồi đúng không? Xong rồi. Ok đẹp rồi. Tiếp tục. Vào trong. S. Z. Rồi. À. Xong cái sàn thứ ba. Bây giờ là sang nhà bếp. Mày mát xa. Mát xa. Đồ này nó chỉ gối được tí thôi. Rồi. Thế bên ta. Ba ba khinh được một phát thôi. À, đặt nhẹ nhàng đâu ơi. Đừng đừng run. À, ra đây con ngắm rồi. Thế mình ngắm cái mép ngoài. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Mép ngoài bên kia. Được rồi. Ra ra tí. Đó. Đẹp chưa? Ờ à, đẹp rồi. Thế đó. Cho ra tí nữa được. Đó. Êm rồi đấy. Má đẹp. Được con kia con đặt dao được. Để chít đi. Đặt vào cái nhìn đẹp ngay. Bu ly tủ đấy bà bà. Nước cứ chảy vào kính này không nhìn gì luôn này. Lóng ngòi. Đẹp luôn. Được. Tôi vẽ nốt vừa rồi. Trần lấy cho nó chắc. Đoạn này là nối sang luôn các bạn. Đủ chưa? Đủ vừa chưa? Được rồi. Xong rồi. Sang kia đi, bên phòng ngủ. Massage, massage. Đặt này nhanh lắm các bạn. Đặt xong rồi bắt đầu Khánh ơi. Nên mỏ để chân bằng khẩu. Massage, massage đi. Giải 2 phân với nhá. Cứ giải đều tay 2 phân là được. Này Khánh cái này nhỉ. Hôm nay Khánh này là quý vị khán giả là hợp lý này. À rồi. Đặt cái này nhìn nó nhẹ nhàng. Đẹp rồi đấy. Thôi ra phòng khách là xong rồi. À, anh đặt nốt cái này nè. Xong đặt sang. Đặt cái sang này các bà ba nhàn quá nhỉ. Để đứng nghỉ. Đúng không? Cái này cho dài dài ra thôi. Ok, bye bye, Nevanta. Đó, bớt đỡ cẩn thận. Nào, vào đây. Chưa, bên ngôi đẹp chưa? Đẹp rồi. Bao nhiêu phân đấy? 30. 30, được rồi, xong rồi. Ngon luôn. À, xong rồi, giả chít xong là cho mọi người bác giáo là Khánh bắt đầu trần bằng khẩu, xong là thu hồi,
Quý vị khán giả nhìn thành hình khuôn nhà chưa? Đặt sang cửa vào là nó thành hình luôn. Đặt sang là sắp xong rồi. Đâu không? Xong. Bà colocar đây mày. Bu ly từ bác bà. Mà sao bài sao? Tao không? Bà lâu cô? Tao bỏ massage tí xíu. Đây là điểm bằng khẩu. Khánh xây thêm một hàng này, sau đó đánh thăng bằng là trần xung quanh bắt đầu thu hồi. Bà lâu cô? Đang mà tin vào đâu mà? Hai hàng thôi nhá, không quan tâm là bao nhiêu, chấn sao? Aquí está pronto. Adobo. Sao bố? Ok, otro. Xong góc thì mọi người mới xây được. Ông bỏ lốc của Bolito, anh xin mà. Hôm nay thì là bà con trong bản là thêm được mấy bạn thanh niên các bạn. Các bạn ấy khỏe ốm và không biết là như thế nào. Hôm nay nhìn thấy các bạn ấy khỏe đi ra làm việc nè, Khánh rất là yên tâm. Phải có thanh niên, chứ không có thanh niên là rất là mệt. Việc này ấy quá. Nào đâu otro. Fora isso curto. Bên gạch đấy bé. Xây tao không? Tá bom. Ok. Tí xíu cô mà té phiêu á.
Đây là điểm bàn khẩu. Xong là Khánh sẽ đánh thăng bằng. À đẹp. Nhà bà con nó sẽ cao tầm dao động trong khoảng từ 2,5 m đến 2,6 m. Là bàn khẩu. Ok, đang một tin phiêu. Được không? Ok, tiêu của chưa kia. Giờ Khánh cho chú xì của chú xây đây. Khánh lên góc. Agora mete igual a fio, what is it? Não pode passar fio, ah? Lá em cima também. Não pode passar fio. Só isso, tá fazendo assim. Parece fazer direito, entendeu? Eu vou cortar aqui. Nên xây cho chú cái góc này để chuyển giáo sang bên kia. Tí không về với đoạn này nữa. Coi như đoạn này xong rồi. Khánh xây đoạn góc này để cho nó im các bạn, vì cái bức tường này nó độc lập. Tao cũng bay xuống để bôi vào xe xuống đi anh đi. Ok, mai ao tuổi. Đẹp không? Đấy cắm. Còn cắm nhá. Mắc cái gì vậy? Ngoài đứng bên đấy xây. Hồi mắc ngoài mà. Con cắm nhá. Ừ. Cứ kéo đây. Massa. Ở trên xa là Khánh và Trần bằng cái gạch bài lốc nó chắc nó bắt đầu mới xây bằng gạch kia. Massa. Mấy hôm nay bà con cũng không gặp may các bạn. Sắp xếp xây dựng thì toàn nắng thôi, nên là bà con làm sẽ mệt. Sao lại làm trên cao nữa? Bà con phải vận chuyển gạch bê tông, gạch đất nặng. Cầu ông trời dâm mà ông có dâm cho đâu. Còn nắng to hơn các bạn. Đấy, ở dưới cánh trần để cho bằng sang.
nên mặt hàng là cho bằng block, xong bắt đầu ở trên là bằng cái này. Bơi nó ném vào nó thưa thôi. Bắt không? Rồi. Trần chênh lệch 5 phân. Thế tầm 2m5 đến 2m6, còn không biết là vào kích thước nào. Adobe xây xong là Khánh bắt đầu trần, rất là đẹp rồi. Cả YouTube này. Ơi, ăn đây này. Adobe ạ. Ok, nó sẽ có chưa kia. Auto là. Ôi, vữa đầy quần. Tá bom. José, me tem massa aqui. Muda curva, vou mas tem até baixo o fogo. Não, đi qua là phi quá. Cái hàng trên này là Khánh các bạn, bảo các bạn ấy là xây bằng bằng dây thôi, xong mình đi trần nó dễ. Messi tập bài, ơi, phò đá tập bài. Đấy, hôm nay là quý vị khán giả có thể thấy thêm bạn nàng thêm nhân được không ạ? Và là vì khỏe ốm này, Marco này, Jose này, đấy bạn Jose hôm nọ Khánh vừa like bạn đã đi viện đấy ạ. Hôm nay bạn ấy đỡ rồi, thì ra làm với mọi người. Không bán không có thanh niên. Hôm nay nhìn đội hình là thêm thanh niên thì nó khác hẳn các bạn. Khánh sắp xếp công việc nó cũng dễ thôi. Không có thanh niên. Đi qua này phiêu nhá. Tá bom, fez a massa. Ok, fez a massa. Você vai meter nhá. Quay cái mỏ vào đây cho nó chắc. Có thêm người này, bà con nói chuyện rôm rả hẳn này. Có thêm thời gian để vừa làm vừa nói chuyện. Nào, aqui, 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 gần đây này. Các mama sướng hôm nay. Hôm nay cười tươi thế các mama. Mama, ôi giời đi mui tù hả? Ôi giời ôm mì về nhá. Ôm mì về. Các mama sướng. Vừa làm vừa cười vui thật đấy. Quý vị khán giả thấy bà con có vô tư không ạ? Hồn nhiên không ạ? Rất hồn nhiên. Cười như trẻ con luôn. Đã có mà đấy. Có một đi mi rồi đấy. Thế, các mama vừa là tiếng cười là nếu thuốc. Đúng rồi. Tao thì làm massage nhé. Nào, cái người là nhiều thuốc đặc biệt. Đá bao massage kì, bao đi. Lâu về. Là, à, khoan à,
đã ăn rồi, ăn rồi chạy, ăn rồi ăn rồi ba đứa thì tành 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 tu đuổi qua này. Mama, ayah nak kena lagu ini. At at raya. Pula macam kena kau yang saya kompli dah memang terus masuk. Bố thế hôm nay các mama cười tươi không? Hôm nay một cái là nó không nắng căng như mọi hôm, hai nữa là thêm có thêm người cái là khí thế ngay. Làm này mới đỡ mệt. Massage massage. Đã không? Quý vị khán giả xem video của Huy Khánh thì là ủng hộ Huy Khánh cùng bà con nhá, để Huy Khánh có thể lan tỏa những điều tốt đẹp nhất gửi tới tất cả mọi người. Vitamin tránh đường clip tại đầu bờ, ý nghĩa của Huy Khánh có thể chạm đến trái tim của tất cả quý vị khán giả, được quý vị yêu thương chia sẻ rộng rãi để nhiều người biết đến kênh hơn nữa và ủng hộ team. Khánh xin chân thành cảm ơn mọi người. Ok, đấy là xong cái góc này. Giờ ngày nào là các mama cũng có chanh đường đá uống rất là sướng luôn các bạn. Các bạn rất là thích. Mama Agua limao su gao dê lũ tao bông. Mama bebe su agua để bôi mama su bi ao tu đá mai 20 cm. Adobo đi cao tớ để bơi ăn đá lên với ta một lúc cô đó tá bơ. Anh chưa có mà là uống nước chanh đường này là sẽ cao lên 20 phân để dễ đưa gạch thế này. Bà con mệt có cốc đường đá của Việt Nam là quá êm luôn. Ai Bega bega mama mama tira masa kayu. Oke, mama tira tu masa kayu. Lắng lại nắng rồi. Esi vô được cột ta. Sáng ra. Mama tira tu masa kayu wa. Papa, nào, bút bút được đại, đại S gì, gì à? Jose, Jose, vai phải sao tôi được kì? Má sao ta kì, mama? Jose, phải sao tôi được kì? Sobi. Mà tiêu là tôi được massage. Bôi cho hết vữa đấy để chít hết mạch ở trên cho nó cứng bọn. Yusiko, phê xà massage kì. Phê xà bè. Tì phê xà. Ok, tiêu vào đây ra một tí nước bao đi massage. Bây giờ gần trưa rồi là thánh cho bà con là đi vét dồn hết vữa vào xong là được khoảng 5-10 xô để xây lốt xong cho bà con nghỉ. Giờ đang nắng to quá các bạn. Hôm nay đông người này làm có khí thế rồi. Lên tầm cao này phải đông người các bạn. Để vận người vận chuyển vữa ở dưới gạch ở dưới rồi lên trên cao. Lốc cô thôi. Ông bố lốc cô. Tất cả ba. Cuối đào được quá. Đủ ly tù á.
Nắng quá thì cũng vừa đi à. Vừa hết vữa là vừa đi à. Ba con nghỉ ăn cơm trưa là vừa đẹp luôn. Nghỉ sớm 10 phút không vấn đề. Ba ba nha. Hết vữa rồi các bạn. Tao bảo xe rồi tôi vữa. Má sao đấy? Xe rồi tôi. Tao bảo. Khánh ra đầu này, Khánh xem nào. Được rồi. Rồi hai hàng. Đây bạn cameraman có thể cho với cái gì khán giả xem là bạn Fala View với cả bạn Marco xây có đẹp không ạ? Đấy các bạn ấy, các bạn ấy trần bằng dây luôn đấy ạ. Ok, tao không? Có ra xì nhá. Bulito. Để bôi em Azu đã can tù, tao không? Thế nào bây giờ này cũng vừa hết vữa rồi, thì Khánh đang cho bà con dọn dẹp, nó là gọn gàng đồ đạc lại. Thế nào các bác, cô chú, anh chị xem video của ý Khánh thấy hay và ý nghĩa thì nào ủng hộ bà con bản làng 16 hộ cùng anh em TV Khánh, cho ý Khánh một đợt like, một đợt share và một đợt đăng ký kênh ý Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi. Khánh xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng rằng là những video clip ý nghĩa của ý Khánh có thể chạm được tới trái tim của tất cả mọi người. Khánh cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Xin chào. Ah. Ma ti sa fa camino, baba del nino. Pulito. Thôi vừa đi à, nghỉ sớm 10 phút mọi người uống nước, nghỉ giải lao. Xong ăn cơm là vừa đẹp đấy. Ok. Baba con sao đâu? Ba sô đấy nhá. Sì, vứt vứt hết áo. Oi, gì mà tin ve mama ri mui tù? Hả? Oi, gì mama ri mui tù đấy? À, mama có tên thế? Tao bơ. Ê, tao bơ. Mama đi. Hôm thì chèo nó đi ăn. Giờ ngày nào cũng đất đá. Xong là bà con này có máy xay phun ngô thì chả vui quá nhỉ. Tâm lý ai chả vui. Hôm nay là cơ bản vui là tăng cường lực lượng kìa. Hôm nay là thêm lực lượng đấy này. Thế vị khán giả có thể xem này. Thanh niên này là khỏe này. Thanh niên này Phà La Viu Dô Dê này. Đấy. Hôm trước ba ba đi đi nù cũng yếu một ngày. Hôm nay cũng đi làm này, ba ba đi đi nù này. Mama Zeva Sia này. Đấy. Cũng đỡ bệnh này. Đi ra làm lại cười to ngay. Đấy. Bạn làm thêm người là lại thêm tiếng cười các bạn. Giờ mọi người ủng hộ TV Khánh của bà con nhá. Làm rất là mệt nhưng bà con rất là hồn nhiên ạ. Rất là cố gắng đấy các bạn. Con đi ra đây, xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào.